Sẽ cùng chào đón nhà thiết kế của thương hiệu Pantio cùng với các người mẫu của mình, thưa quý vị. Một lần nữa xin được cảm ơn những người mẫu và cảm ơn từ thương hiệu Pantio đã cùng mang đến cho tất cả quý vị bộ sưu tập trong chương trình ngày hôm nay. Và ngay lúc này chúng ta sẽ cùng chào đón sự trở lại của nghệ sĩ ưu tú Minh Thu sẽ cùng mang đến cho toàn thể quý vị một nhạc phẩm được mang tên Một Người Con Gái Tên Kim của nhạc sĩ Y Vũ, bài hát Kim. Hãy cùng chào đón nghệ sĩ ưu tú Minh Thu. Chào đón nhà thiết kế của thương hiệu Pantio cùng với các người mẫu của mình, thưa quý vị. I'm
Một lần nữa xin được cảm ơn những người mẫu và cảm ơn từ thương hiệu Pantio đã cùng mang đến cho tất cả quý vị bộ sưu tập trong chương trình ngày hôm nay. Và ngay lúc này chúng ta sẽ cùng chào đón sự trở lại của nghệ sĩ ưu tú Minh Thu, sẽ cùng mang đến cho toàn thể quý vị một nhạc phẩm được mang tên Một Người Con Gái Tên Kim của nhạc sĩ Y Vũ, bài hát Kim. Hãy cùng chào đón nghệ sĩ ưu tú Minh Thu. Chào mừng thật lớn cho nghệ sĩ ưu tú Minh Thu cùng với nhóm nhảy của mình. Xin được cảm ơn nghệ sĩ đã cùng xuất hiện tại